Những ngày vừa qua, ổ dịch Tây An Trung Quốc bùng phát cùng chiến lược Zero COVID-19 tại quốc gia này đã kéo theo những quy định chống dịch cứng nhắc. Điều này đang làm dấy lên làn sóng giận dữ tại Trung Quốc. Chính quyền thành phố Tây An Trung Quốc đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế phòng dịch trước làn sóng phản đối trên cả nước về việc một sản phụ sảy thai ở tháng thứ 8 sau khi bị bệnh viện từ chối tiếp nhận trong nhiều giờ. Trong 2 tuần qua, 13 triệu người Tây An đã được yêu cầu ở trong nhà vì làn sóng dịch bệnh tăng cao tới 1.800 người được chẩn đoán mắc COVID-19. Các nhà chức trách cho biết, hầu hết ca COVID-19 ở Tây An đều ở mức độ nhẹ và không có ai tử vong. Tuy nhiên, Tây An vẫn đóng cửa hầu hết dịch vụ công cộng, một biện pháp tương tự như Vũ Hán trước đây khi thành phố này trở thành tâm dịch. Chỉ có một số bệnh viện ở Tây An mở cửa cho những bệnh nhân không mắc COVID-19. Các biện pháp hạn chế này đã dẫn đến những lời phàn nàn trên mạng, nhưng hầu hết là từ những người dân địa phương về sự khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm hay dịch vụ chăm sóc y tế. Vụ việc của sản phụ dường như đánh dấu một bước ngoặt trong phản ứng của công chúng đối với những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất ở Trung Quốc, mặc dù trước đó họ vẫn ủng hộ chiến lược chống dịch này. Điều này buộc chính quyền Tây An phải phản ứng nhanh chóng. Họ nói rằng các bệnh viện không nên vì phòng chống COVID-19 mà từ chối bệnh nhân cần được chăm sóc khẩn cấp, bao gồm phụ nữ mang thai. Trong khi đó, các nhà chức trách nói rằng Tây An sắp đạt được mục tiêu giảm lây nhiễm cộng đồng xuống mức 0 và kêu gọi người dân tiếp tục kiên nhẫn và ủng hộ công việc của họ.